Một khi mọi người bắt đầu chích ngừa COVID-19, liệu chúng ta có cần tiếp tục đeo khẩu trang và giãn cách xã hội hay không? Cho đến khi đại đa số công chúng được tiêm chích ngừa COVID-19 và biết thêm khả năng miễn dịch do thuốc tạo ra, mọi người cần tiếp tục các biện pháp phòng ngừa hiện tại để ngăn chặn sự lây lan của siêu vi khuẩn. Mặc dù thuốc chích ngừa là công cụ quan trọng nhất trong việc kiểm soát dịch, tuy nhiên nó không phải là viên đạn thần kỳ có thể kết thúc đại dịch ngay lập tức. Khi ngày càng có nhiều người chủng ngừa và phát triển khả năng miễn dịch tự nhiên, chúng ta sẽ không cần đến khẩu trang và sự giãn cách xã hội.